Về bò lụi Đăng Khoa ở khu phố Đông Tiến, Tân Hiệp, Kiên Giang đó quý vị. Thì nó nằm ở giữa vừa qua kinh 10 chạy về hướng Rạch Giá một tí. Đây hôm nay thì quán chắc không có đông lắm, thì Lâm sẽ vào đây thưởng thức. Đây có bò lụi với bò lá lốt, nhưng mà theo nhiều bạn giới thiệu thì món bò lụi ở đây là tương đối ngon nè. Rồi chúng ta sẽ vào thôi nhé. Ủa là chú, cái này là mình làm lâu được lâu chưa chú? 15 năm rồi con. À, mà ngày xưa là chú về bò lụi không hay là có món khác không? Bò lụi, bò lá lốt, thịt gà, cánh gà, bánh xèo. À, là từ đời cha mẹ của chú hay là từ chú là chú làm thôi? Từ cô với chú thôi. À. Cha mẹ đó. Ủa gì, cái tên quán Đăng Khoa là tên của Thằng con. à con của chú hả? Dạ. Vậy là món ở chỗ mình là chủ yếu là bò lụi với bò lá lốt, còn món khác không chú? Bánh xèo, À bánh xèo luôn. À cánh gà là nhà mình làm luôn hả chú? Dạ. Vậy chú mình tên chú gì chú ha? Đây là ông chủ của quán. À dạ. Ta thường gọi là chú Bảy Lực. Chú Bảy Lực hả? À. Dạ đây là quán của chú Bảy Lực, còn cái tên Đăng Khoa là con của chú. Chú có khoảng 15 năm rồi. Vậy chút nói chú cho con. Ủa, bò lụi với bò lá lốt là cái nào? Cái đây là bò lụi, À. cái này là lá lốt. Có lá là lá lốt đó. Dạ. Còn bò lụi thì nó là Nhưng mà đặc con. sản của quán mình là bò lụi hay là bò lá lốt chú? Hay là hai Là hai thứ. Đặc À. sản của mình là bò lụi, bò lá lốt. Vậy là con phải ăn tới hai món hả? À. Dạ. Không, một phần là hai món chung được. À một phần hai món cũng chung cũng được phải không? Vậy chú cho con một phần hai món đi ha. Rồi. Dạ rồi con cảm ơn. Đây Con là nghe một phần hai món. cô chủ của quán. Đây hả con? Dạ. Rồi con vô ngồi đi. Ngồi ở đâu đây ta? À, ngồi bên kia đi. Hồi nãy vừa vô không có nhiều người nhưng mà giờ này là đông rồi. Ngồi ở đây đi, ngồi ở cuối quán đi quý vị. Ây dùi. Cho anh Pepsi đi. Có Pepsi không? Rồi rồi. À có rồi. Địa chỉ này là 231 khu phố Đông Tiến quý vị. Có nghĩa là nó vừa qua kinh 10 một tí. À đây là đây. Ở đây có bánh xèo, chân gà nữa. Đâu để chờ một tí nè. Đó. Một tí chờ một tí nhé. Ở đây hơi có muỗi nào. Dạ cảm ơn cô. Dạ con kêu rồi cô. Đây đây là hai phần chung đó, bò lá lốt, đây là bò lụi, còn đây là các phần dùng đây.
tham gia giúp chị tắm lên đi. Dạ, rồi. Lấy cho em tắm đi chị. Một tắm thôi à? Dạ. Một thôi chị á. Nha. Con chị đi chờ giùm. Dạ một. Một. Rồi. Hai mũi một tí. Đây là bò lá lốt. Đây là cốm, còn dưa leo. Dưa leo. Rau thơm. Ờ, không phải rau thơm, cái này là salad. À, cái này là bánh tráng. Bánh cuốn, à, bánh tráng. Cái này là bánh hỏi. Rồi, cảm ơn em. Hai mũi một tí, hai mũi. Cái này ăn bóc thì ngon hơn nhưng mà hơi kỳ quá. Salad. Có lùi đây. Đây có cà rốt và củ cải trắng. Chuối này chuối xiêm. Có lẽ là Lâm sẽ ăn lẻ rồi. Tại đói bụng quá quý vị. Này
Lâm hơi mắc lịch sự một tí, quý vị thông cảm nha. Nhưng mà phải ăn vậy thôi. Vừa ăn mà vừa mũi thôi. Trộm luôn ạ. Vô đông lắm mày quý vị, nhiều người quá, vừa ăn vừa nói nữa, người ta nhìn hơi lạ tí. À, có thêm cái rau hơi rau gì Long quên cái tên rồi. À, ở đây là tô gạo gầm này. À, Tito. Bánh hỏi ngon. Ôi chưa hết rồi, mình ăn sắp hết rồi, nhưng mà hết gạo rồi. Yeah.
này đang làm cho khách. Đang làm cho khách đi về. Cô làm không khó, không khó. Cái này nó chưa lên nhưng mà cái kia nó quay rồi. Ủa Đăng Khoa là Đăng Khoa là em kia nó đi chấm bông đám cho người ta rồi. Dạ. Còn quán đó mà quán tên của nó đó mà nó ở nhà nó coi nó về thợ cắm bông. Nên nó đi cắm bông suốt luôn á. Dạ. Bữa nay thì không có đông bằng mà bữa thứ bảy chủ nhật. Có nhanh. À, đông quá cô ha. Đông lắm. Ôi, chặt kính luôn rồi. Dạ, cô quay trong nhà chi tiết cho coi nè, trong nhà ngồi đặt hết luôn. À, đây dạ. Thằng mập này là Đăng Khoa đó. À, Đăng Khoa hả cô? À. Đang quay trong đây. Đang quay. Cái gì hả nè, con coi trong nhà nè. Dạ, dạ. Luôn. Không có chỗ ngồi luôn, là bữa 30 xe cô quay đó. À, dạ. Cô đang quay lại của cô đó. À, dạ. Dạ. Rồi, cô cảm ơn. Xe đậu hết cô đó, cô lấy.